Và bây giờ thì Harry có thể nào mà gọi cho anh Tú Hà Nội nha. Anh Tú Hà Nắc nữa. Nhưng mà tỏ tình với anh Tú một tí thì là hỏi xong anh Tú tình trạng sức khỏe anh giờ này sao được không? Được. Được. Được chứ. Để điện thoại của Harry. Harry có hai điện thoại, một điện thoại gọi. Rồi một điện thoại. Chắc là sợ sai nên. Ok, xài điện thoại của chị đạo diễn đi. Đúng rồi. Alo anh Tú hả? Harry nè. Tú đang làm gì vậy? À, không thì Harry muốn gọi cho anh Tú nói là Harry rất là nhớ anh Tú. Không thì thật ra thì cũng mấy ngày không gặp nhau rồi thì có gì ra đá banh đá gì đi. Đá banh ba biết đá banh đâu ba. Không thì thật ra anh nhớ nhau vậy thôi. Thì thôi vậy nhá. Love you. Bye bye. Tú ơi. Đi cầm rồi. Tú ơi. Miu nè. Chị nè. Ôi vô. Tú nhớ Miu không? Tú nhớ Miu. Đi cầm vậy hả? Đi cầm. Vì hôm nay đã bị ảnh nó cũng đâu hả? Đang nhớ Tú quá nè. Trước khi muốn nói điều thầm kín cho hỏi nhỏ cái có Diệu Nhi kế bên không? Có, đó. Ờ, không thì mọi người nhớ Tú thôi. Thôi, đừng nhớ Tú nha. Đúng. Ok, Tú nói chuyện với Lúc nè. À, Tú ơi. Ủa, anh đang làm gì Tú? Tú xanh. À, biết rồi hả? Ờ, hồi nãy Harry nói gì với em vậy? Nhớ em. Ôi, trời đúng hả? Nó đi rồi, nó đi rồi. Nó nhớ em không hả? Harry nói nhớ em hả? Rồi em cảm thấy sao? Kỳ quá. Ờ, kỳ quá hả? À vậy hả? Con lỡ con kia sao? Con Nhi sao? Nhi á? À, Nhi á? Nhi á? Hả? À, vậy là em đồng ý đến Harry đúng không? Em thích Harry lâu rồi. Quá, em thích Harry lâu rồi. Ok, phải.